Hà Nhuận Đông tái xuất phim cổ trang với hình tượng Tây Sở Bá Vương. Nhiều người nhận xét Hà Nhuận Đông không phù hợp với phim cổ trang vì gương mặt anh quá Tây. Lên hình không đẹp nhưng anh lại rất đắt sâu thể loại này. Anh từng là La Tiểu Hổ trong Ngọa Hổ Tàng Long, phiên bản truyền hình, Cao Tiện Ly trong Kinh Kha Truyền Kỳ, Truy Mệnh trong Tứ Đại Danh Bổ, Lý Thế Dân trong Tần Vương Lý Thế Dân, Lương Sơn Bá trong Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Lữ Bố trong Tân Tam Quốc, mới nhất là Hạng Võ trong Hán Sở Truyền Kỳ và sắp tới đây là Hán Sở Tranh Hùng. Hán Sở Tranh Hùng kể về câu chuyện của hai nhân vật Hạng Vũ, 24 tuổi, là hậu duệ quý tộc cũ của Sở Quốc và Lưu Bang, 46 tuổi, một tiểu sứ ở Bái Huyện, cả hai đều tham gia vào đội quân khởi nghĩa. Sau cái chết của người chú là Hạng Lương, Hạng Vũ lên nắm quyền chỉ huy quân Sở. Trong thời gian này, ông không quản ngại gian khổ, từ một quân sĩ với lòng kiên định và quyết tâm cao đã ép được tướng Tần là Trương Hàm đầu hàng, nhờ đó cứu vãn đội quân khởi nghĩa đang suy tàn, đồng thời giáng một đòn nặng nề vào vương triều nhà Tần. Sau công lao lớn trên, Hạng Vũ trở thành thủ lĩnh thực sự của nghĩa quân và tự xưng là Tây Sở Bá Vương. Về phần Lưu Bang, vốn từng làm việc ở tầng lớp dưới đáy xã hội từ lâu nên hiểu rõ dân tình. Bên cạnh đó, nhờ tài khéo léo dùng người mà rất được lòng dân, thực lực so với Hạng Vũ cũng không ngừng lớn mạnh. Hạng Vũ và Lưu Bang cũng có nhiều cơ hội bắt tay cùng nhau chiến đấu và hỗ trợ lẫn nhau. Từ chỗ là chiến hữu trong các cuộc chiến, cả hai còn kết nghĩa huynh đệ, dốc lòng hợp lực lật đổ vương triều nhà Tần bạo ngược. Nhưng từ đây, nhiều sự kiện đồng loạt xảy ra khiến cả hai trở thành đối thủ và không ngừng tranh đoạt thiên hạ. Trong sự kiện Lưu Bang đánh chiếm Hàm Dương, ông liền phong tỏa Hàm Cốc Quan nhằm ngăn cản Hạng Vũ tiến về phía Tây. Thế nhưng Tây Sở Bá Vương đâu phải dạng soàng. Anh phá quan trong chớp mắt và liền lập kế tập kích Lưu Bang trong đêm, giải quyết y bằng võ lực. Sau tiếp lại bày tiệc ở Hồng Môn để mưu đồ diệt trừ Lưu Bang. Đứng trước tình thế nguy hiểm, Lưu Bang đã nghe theo diệu kế của mưu sĩ Trương Lương bèn đích thân đến tạ tội. Với thái độ thành khẩn khiêm nhường nên được Hạng Vũ tha thứ, nhờ đó thoát được kiếp nạn. Sau cùng, Hạng Vũ còn phong ông là Hán Vương và tống giam ở đất Ba Thục hẻo lánh. Hán Sở Tranh Hùng là bộ phim cổ trang Trung Quốc kể chi tiết về trận chiến Hán Sở. Đây là sự tranh giành quyền lực và ảnh hưởng của hai nhân vật Hạng Vũ và Lưu Bang thông qua nhiều trận quyết chiến. Tuy chỉ diễn ra mấy năm ngắn ngủi nhưng đã để lại cho người đời biết bao bài học và hình tượng nhân vật lịch sử sống động, cảm động lòng người. Rất nhiều câu chuyện trong đó trở thành thành ngữ, câu nói kinh điển đến nay vẫn được lưu truyền, ảnh hưởng tới tư tưởng và cuộc sống của người đời sau. Phim có sự góp mặt của hàng loạt diễn viên nổi tiếng như Hà Nhuận Đông, Trần Đạo Minh, Tần Lam, Tôn Hải Anh, Lý Hiểu. Trước đó Hà Nhuận Đông từng thủ vai Hạng Võ trong Hán Sở Truyền Kỳ. Dài 80 tập, Hán Sở Truyền Kỳ được xem là bộ phim truyền hình Trung Quốc có chi phí đầu tư cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây với 220 triệu nhân dân tệ, do đạo diễn Cao Hi Hi dàn dựng. Ngay khi dự án hình thành, người được Cao Hi Hi chọn vào vai Lưu Bang là Trần Đạo Minh vì ngoại hình, khí chất cũng như diễn xuất của ông đảm bảo thành công cho nhân vật lịch sử nổi tiếng này. Thế nhưng khi công bố Hạng Võ, vai diễn đối kháng của Lưu Bang là Hà Nhuận Đông thì có không ít ý kiến phản đối, lo ngại để hóa thân vào vai đệ nhất dũng tướng này. Ngoài việc lên mạng tìm hiểu tiểu sử Hạng Võ, xem lại vai diễn trong những bộ phim trước, Hà Nhuận Đông đã quyết định tăng cân, tập thể hình để có một vóc dáng mạnh mẽ. Đã có Lưu Bang thì phải có nàng Lữ Trĩ, tức Lữ Hậu, có Hạng Võ thì phải có nàng Ngu Cơ. Hai nhân vật nữ này được giao cho Tần Lam và Lý Ý Hiểu. Tuy không nhiều đất diễn nhưng hai đóa hoa này đã làm nhẹ không khí quần hùng của phim.